Hiện nay để tìm kiếm cho mình một cái mẫu tai nghe gaming thì nó là một cái việc rất là đơn giản, bởi vì trên thị trường hiện nay thì đã có rất là nhiều sự lựa chọn rồi. Nhưng mà để lựa chọn một cái tai nghe gaming mà bản thân yêu thích cũng như là chất lượng của nó có thể thỏa mãn được những cái nhu cầu, những cái đam mê về việc chơi game thì đó sẽ là một việc khó hơn khá là nhiều. Và mình tin rằng nếu như các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn một chiếc tai nghe như vậy thì mình có ở đây một sự lựa chọn, chính là Razer Black Shark V2 Pro. Có lẽ nó sẽ phù hợp với các bạn. Mình là Phúc và ngay bây giờ mình mời với các bạn hãy cùng mình tìm hiểu là vì sao chiếc tai nghe này lại phù hợp với những game thủ đó chứ vậy nhé. Bắt đầu video thôi nào. Vì sao mà nói là nếu như các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc là tìm kiếm một mẫu tai nghe gaming trên thị trường hiện nay thì Razer Black Shark V2 Pro này nó có thể phù hợp với các bạn. Bởi vì trong vòng một tháng mà mình sử dụng chiếc tai nghe này thì mình đã có những cái trải nghiệm và những cái cảm giác chơi game rất là khác biệt. Từ ngoại hình đến những gì mà chiếc tai nghe này đã thể hiện đều hướng về game thủ. Trái với vẻ bề ngoài đầy đủ màu sắc trẻ trung với LED RGB của đa phần các tai nghe gaming hiện nay thì Black Shark V2 Pro lại khoác lên mình một bộ cánh đen tuyền. Có thể là các bạn sẽ không thích điều này, nhưng mà cũng có những người sẽ yêu chuộng kiểu thiết kế như thế này hơn. Đâu phải là game thủ nào cũng thích màu mè. Nhớ đâu thì họ yêu thích sự đơn giản thì sao? Ví dụ giống như chiếc tai nghe này, bề ngoài được phủ một cái lớp màu đen tuyền như thế này, trông nó khá là trầm lắng, nhưng mà nó cũng rất là đậm chất gaming. Giống như các bạn game thủ vậy, bên ngoài thường ít thể hiện trong cái mặt đời sống, nhưng mà khi mà bước vào game thì giống như bước vào một thế giới mới vậy á. Họ trở nên khác biệt hơn, nổi loạn hơn và họ sẽ trở thành một con người khác để có thể thỏa mãn niềm đam mê chơi game của mình. Còn nếu như các bạn nào đang lo ngại rằng người xung quanh sẽ không biết rằng mình đang sử dụng một cái tai nghe gaming thì cũng đừng lo lắng, bởi vì biểu tượng rắn ba đầu được in nổi vào ear cup vừa làm điểm nhấn, vừa là nhận diện một cái tai nghe gaming chính hiệu. Tất cả các phím bấm thì tập trung vào phần bên trái và chắc chắn là ban đầu sẽ gặp phải khó khăn trong quá trình sử dụng vì phải ghi nhớ vị trí của các nút bấm. Sau một thời gian thì cũng sẽ quen dần thôi, bởi vì chúng ta có thể ghi nhớ được vị trí của các phím. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thực tế thì mình cảm thấy là rất ít khi nào mà chúng ta thao tác với các phím này. Trọng lượng tai nghe thì vừa phải, không nặng lắm. Nhưng mà bạn nào mà để tóc phồng phồng giống như mình á, thì mỗi lần chơi game xong là y như rằng tóc sẽ bị xẹp. Điều này thì phải chấp nhận thôi, với một tai nghe over ear rồi. Còn về sự thoải mái mà tai nghe này khi đeo thì mình cũng đánh giá ở mức là khá là tốt. Đa phần các headband trên thị trường hiện nay thường làm bằng da hay là các chất liệu không thấm nước nên tạo nên một cái cảm giác bị hầm bí bách. Còn trên Black Shark V2 Pro được thiết kế với một lớp đệm rất là đẹp. Bên cạnh đó, nếu nhìn kỹ vào thì các bạn sẽ thấy được có rất nhiều lỗ li ti giúp thoát khí dễ dàng hơn rất là nhiều. Phần điều chỉnh độ dài tai nghe cũng đặc biệt hơn với hai gọng kìm kim loại kết nối giữa phần headband và phần ear cup như là cơ chế piston. Mình nghĩ cái kiểu thiết kế này thì nó sẽ có độ bền không cao bằng so với lại những cái cơ chế truyền thống như trước. Nhưng mà bù lại, các bạn thấy thiết kế của chiếc tai nghe này trông nó đẹp mắt hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu một phần cực kỳ quan trọng khi nhắc đến một chiếc tai nghe, đó chính là chất lượng âm thanh. Về chất âm trên Razer Black Shark V2 Pro này, khi dùng để nghe nhạc, xem MV hay thưởng thức nghệ thuật thì mình đánh giá ở nó chỉ là ở mức trung bình mà thôi. Âm cao thì có phần hơi chói và âm bass thì có vẻ chưa đủ lực cho lắm. Nghe đấm đấm hay là chúng ta của hiện tại thì vẫn đủ sướng. Trong cái tầm giá này thì chúng ta hoàn toàn có được những cái sự lựa chọn tốt hơn để nghe nhạc. Nhưng các bạn cũng cần phải hiểu là sản phẩm khi sử dụng đúng mục đích của nó thì mới mang lại được một cái hiệu quả tốt nhất. Đối với tai nghe gaming thì mình quan trọng nhất là 4 yếu tố. Thứ nhất là độ trễ cao hay thấp. Thứ hai là chi tiết của âm thanh như thế nào. Thứ ba là khả năng cách âm nó có tốt hay không. Và cuối cùng đó chính là mic thoại. Xét về độ trễ thì mình đánh giá là chiếc tai nghe này có khả năng xử lý rất là tốt. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là không dây hoặc là có dây. Nói về có dây thì chắc chắn là chiếc tai nghe này có độ trễ cực kỳ thấp rồi. Mình quan tâm ở đây đó chính là kết nối không dây nó có độ trễ như thế nào. Thì với kết nối chuẩn là wireless và với công nghệ là Razer HyperSpeak thì độ trễ khi mà chúng ta chơi game trên chiếc tai nghe này nó đã giảm xuống mức thấp nhất có thể. Vấn đề độ trễ này là cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta chơi game, đặc biệt là các tựa game đối kháng, sinh tồn. Đừng để nhân vật của mình nằm xuống rồi chúng ta mới nghe tiếng địch, thì như vậy chơi game còn có gì vui nữa đúng không? Và yếu tố thứ hai đó chính là chi tiết âm thanh.
thì Razer Blacksat V2 Pro này cũng khiến cho mình khá là hài lòng. Thật ra đối với một game thủ mà nói thì chất âm hay không thì nó cũng không có quá quan trọng đâu, bởi vì game thủ không cần điều này. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây chính là chi tiết âm thanh nó tái hiện như thế nào. Bởi vì trong một trò chơi nó có rất là nhiều âm thanh, có rất là nhiều tạp âm, thì cái việc mà tái hiện càng chi tiết, càng chính xác thì nó càng cần thiết hơn. Có thể là khi các bạn nghe chiếc tai nghe này để nghe nhạc, để xem phim thì âm cao của nó có phần hơi bị chói một chút. Nhưng mà bù lại, khi mà các bạn chơi game thì chi tiết âm của những âm thanh trong trò chơi được tái hiện phải nói là cực kỳ chi tiết. Phần driver Razer Tri-Force 50mm có khả năng điều chỉnh từng dải âm bass, mid, treble, giúp tách bạch được từng chi tiết. Khi mà chơi PUBG thì thể hiện điều này khá là rõ. Tiếng cỏ xào xạc, tiếng máy bay, tiếng nước chảy, tiếng bước chân trên mặt đất, trên cỏ hay trên sàn gỗ, tiếng súng trường, súng bắn tỉa, tiểu liên, tất cả mọi thứ thì tai nghe này đều đã làm rõ được. Và đây được xem là một lợi thế rất lớn, và nhờ vậy là các bạn có thể kiểm soát được trận đấu. Để có thể giữ được chi tiết âm thanh chơi game trên chiếc tai nghe này một cách tốt nhất thì khả năng chống ồn cũng rất là quan trọng. Mình đã gặp phải một cái vấn đề này, đó chính là khi mình đang chơi game thì đột nhiên mình nghe tiếng mở cửa. Thì lúc đó mình mới quay lại thì mình mới biết được là tiếng mở cửa đó là do căn phòng của mình là có người mở cửa chứ không phải là âm thanh đó trong game. Và do đó đối với mình, cái khả năng chống ồn phải nói là nó rất cần thiết, giúp cho game thủ có thể tập trung vào trận đấu hơn. Thì trên Razer Blacksat V2 Pro này sử dụng công nghệ chống ồn thụ động, tức là chống ồn bằng khả năng vật lý. Thì đối với mình đây là một cách làm khá là hay của Razer. Bởi vì nếu như mà sử dụng công nghệ chống ồn chủ động thì bắt buộc là chiếc tai nghe này phải phát ra những tần số âm thanh ngược với lại tần số âm thanh của môi trường, như vậy mới có thể chống ồn được. Thì điều đó vô tình sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Mà như mình đã nhắc ở ban đầu, chi tiết của âm thanh trong việc chơi game nó vô cùng quan trọng. Cho nên là khả năng chống ồn thụ động nó sẽ giúp cho chiếc tai nghe này có thể chơi game, trải nghiệm âm thanh chi tiết game tốt hơn. Với thiết kế thông minh đến từ Ecoop mà tai nghe này có khả năng chống ồn ở mức đủ dùng, không đến mức gọi là không còn nghe âm thanh gì từ môi trường, nhưng mà như vậy đối với mình đã là quá đủ rồi. Cách âm vật lý nhờ vào đệm cách âm hoạt động khá là hiệu quả. Chống ồn kiểu này thì nó sẽ hơi khó chịu khi mà đeo, nhưng mà nếu đã tập trung vào game rồi thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng bỏ qua cái cảm giác này. Kết hợp thêm cái phần đệm tương tự như là headband sẽ giúp cho thoát khí tốt hơn, giảm sự ẩm ướt khi đeo. Và còn một yếu tố nữa cũng khá là quan trọng, đó chính là micro. Và micro trên Razer Blacksat V2 Pro này kết nối rất là đơn giản, chỉ cần cắm vào như thế này đây. Khi mà không sử dụng, tháo ra, trông nó sẽ gọn gàng hơn. Và theo như những cái trải nghiệm của mình và theo như những cái đánh giá của mình thì các tựa game hiện nay đa phần đã đề cao tính cộng đồng hơn. Chính vì vậy là cái micro là một thứ không thể thiếu được. Các bạn phải hiểu một vấn đề, đó là khi mà chúng ta chơi solo thì cái micro này cũng cực kỳ quan trọng. Ví dụ chơi game đồng đội thì dùng micro để trao đổi thông tin. Còn khi chơi solo, ví dụ như kẻ thù ở đó nó chửi mình mà mình không chửi lại được thì cũng rất là ức chế, đúng không? Chính vì vậy, micro là một thứ mình nghĩ nên có ở những mẫu tai nghe gaming hiện nay. Khi mà mình dùng tai nghe Blacksat V2 Pro này thì mình khá là yên tâm thể hiện bản thân, lúc thể hiện tinh thần teamwork, lúc xả stress bằng những từ ngữ mà lên video sẽ nghe thành âm thanh. Nói về chiếc mic này thì mình cũng thấy nó khá là ok, có thể tăng giảm âm lượng là điều bắt buộc. Khả năng lọc âm để đồng đội có thể nắm rõ thông tin và cũng như là để đối thủ có thể nghe được những cái câu mà mình gây ức chế cho nó. Rồi, bây giờ mình hiện tại đang test mic của tai nghe Razer Blacksat V2 Pro. Trong cái phần review này thì mình thấy là cái độ trễ delay của nó cực kỳ thấp luôn. Mặc dù là sử dụng kết nối không dây nhưng mà nhờ công nghệ là Razer HyperSpeed cho nên là cái độ trễ của nó đã giảm xuống cái mức thấp nhất có thể. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ rất là chi tiết về chiếc tai nghe Razer Blacksat V2 Pro này. Nhìn chung trong cái tầm giá 5 triệu đồng thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn khác, có chất lượng âm thanh để nghe nhạc tốt hơn, cũng như là có thiết kế trông bắt mắt và hầm hố hơn với kiểu thiết kế LED RGB 100 1 tỷ màu chẳng hạn, thì nó sẽ giúp các bạn thể hiện được cách tính tốt hơn. Nhưng mà như mình đã chia sẻ ở đầu video, không phải game thủ nào cũng thích sự màu mè. Đôi khi họ cần một cái gì đó đơn giản có thể thể hiện được cái sự trầm lắng của mình nhưng mà cũng phải rất đậm chất gaming, thì Razer Blacksat V2 Pro này đã làm khá là tốt điều đó. Thiết kế đơn giản với một màu đen tuyền, in hai cái logo Razer rắn ba đầu ở hai bên như thế này nữa, tạo cho nó một cái sự gaming nhưng mà khá là trầm lắng. Bên cạnh đó, nói về một chiếc tai nghe gaming thì không phải lúc nào chất âm của nó cũng đặt lên hàng đầu, mà là những cái yếu tố hỗ trợ khi chơi game tốt, ví dụ như là độ trễ nè. Không thể nào để chết rồi mới nghe tiếng của địch thì như vậy quá muộn màng rồi. Thứ hai là độ chi tiết của âm thanh thì chiếc tai nghe này làm rất tốt. Tiếng bước chân, tiếng súng giúp cho các bạn có thể kiểm soát được trận đấu một cách dễ dàng.
Tiếp theo nữa là khả năng chống ồn. Thì khả năng chống ồn của Razer Bluxact V2 Pro dừng ở mức trung bình khi mà nó chống ồn thụ động, giúp các bạn có thể giảm thiểu được tiếng ồn từ môi trường, có thể tập trung vào chơi game hơn. Và quan trọng là có cái mic thì chúng ta có thể giao lưu trò chuyện trên game. Thì mình đánh giá là nếu như xét về mặt chơi game thì Razer Bluxact V2 Pro này đã làm rất tốt. Nhưng mà xét về tính đa dụng dùng để nghe nhạc giải trí hay thưởng thức nghệ thuật thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn một sản phẩm khác. Và các bạn khán giả của TechMag, các bạn có đánh giá gì về Razer Bluxact V2 Pro? Cũng như là các bạn có những sự lựa chọn nào khác? Các bạn cũng đừng quên chia sẻ để mình và những người khác cũng có thể đọc được comment đó, trao đổi nhiều hơn và có được một cái chiếc tai nghe gaming phù hợp với bản thân nhất nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của TechMag nhé. Bye bye!